chào mọi người đã đến với kênh của mình nhá. Đấy, buổi sáng vất vả mấy dạ con này. Đấy, lên mạng. Đấy, buổi sáng vất vả các bạn ạ. Bây giờ đã khai hỏa đốt than các bạn nhá. À. Lửa đã cháy. Đấy. Ok. Bây giờ lửa đã cháy rồi. Có đường không cha? Có được không? Cháy không? Chắc chắn không? Đây, em gái với cha. Em gái với cha vừa đang đốt than các bạn ạ. Bạn thấy có nhịp ngã không ạ? Đây ạ, biển các bạn. Cháy được không? Cái này mà còn ga mà nướng nhỉ? Thuy em với lấy ga Thuy kìa. Lấy ga chuẩn đường thắng. Ăn sóng bị chưa. Ta lại dập thắng ra với. Một đống thắng to. Còn dưới ngoài các bạn nhé. Một bếp làm hết. Một lo làm hết. Đấy, giờ phải hái lo. Các bạn hái chắc con này. Sắp xuống nhắn đấy, đã cầm rồi được. Cầm là được mà. Các bạn. Đây. Sơ nó chạy chả. Chắc là nó chạy đi. Thấy nó chạy mạnh thôi. Nhìn các bạn. Cây phi lau rất to các bạn ạ, siêu to khổng lồ luôn. Cái này gọi là siêu to khổng lồ luôn. Và chạy rồi các bạn, chạy mạnh rồi. Và cháy được các bạn. Mình đang ngồi trong chỗ chặn gió các bạn nhé. Mình sẽ làm cái tường chặn gió luôn. Các bạn xem thế nào. Các bạn xem video mình like video và chia sẻ video ủng hộ mình các bạn nhé. Nóng được các bạn ạ. Biển màn hình rõ không? Biển màn hình có rõ không? Nóng lắm. Ê, trong lúc chờ đợi có chuẩn bị kém các bạn. Mời các bạn kém. Tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi các bạn ạ. Chạy chút luôn, chạm chạy luôn. Nhìn chưa chạy đi các bạn. Đó. Nóng luôn. Wow. Nóng luôn. Khu rất to các bạn. Bên nào nó lại chạy. Các bạn hãy tưởng tượng sao cái khu này lên đến này là một quá trình như các bạn. Đừng để nóng chứ. Đừng để nóng gớm thật đấy.
ạ. Chất cát nóng cực kỳ luôn. Lửa cháy kinh khủng thật.